Xin chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Đây là video em sẽ chia sẻ với các chị về vận trình 6 tháng cuối năm, năm Tân Sửu năm 2021. Một trong những cái năm mà các chị phạm thái tế, dù rằng có cái sao thái âm chiếu mệnh, nhưng từ đầu năm bây giờ người Giáp Thìn thì vẫn chưa thấy gì là khả dĩ, cũng chưa có gì là gọi là tốt đẹp đối với bản thân mình. Trong vận trình 6 tháng cuối năm thì có vẻ là sẽ có nhiều cái thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn ở trong cái công việc mọi thứ của người Giáp Thìn. Vì để gọi là có một cái nhìn tổng quan thì em sẽ chia sẻ lại cái phần mà gọi là sao hạn vận niên, mỗi mạng thiên can địa chi của mình, để cho các chị nhớ lại và ứng dụng vào cái vận trình 6 tháng cuối năm cho nó tốt đẹp ha. Thì đầu tiên hết là người Giáp Thìn sẽ là những người có cái ngày tháng năm sinh từ ngày 13 tháng 2 năm 1964 đến ngày 31 tháng 1 năm 1965, là những người chịu sự chi phối của cái tử vi của tuổi Giáp Thìn. Tuy nhiên là tùy vào cái tháng sinh, cái ngày sinh, giờ sinh thì sẽ chịu sự chi phối nặng nhẹ ra sao. Bản tính của người Giáp Thìn thì là những người thích chỉ huy. Dù là các chị là nữ nhưng mà nắm chữ Giáp lại thuộc người mệnh hỏa, gọi là thiên can tương sinh mệnh. Cho nên là đa phần là những người thích sắp đặt cho người khác, gọi là mang cái ý kiến chủ quan, hơi nóng nảy, gọi là ở trong nhà là thích làm kể cả và đặc biệt là có cái tài quản giao tốt đẹp với người hàng xóm. Thường là nếu mà mình ở ngang ngang tuổi ở trong nhà hàng xóm, ở vòng vòng thì người ta hay coi trọng cái ý kiến của người Giáp Thìn nữ mạng ha. Rồi, người thì mệnh hỏa gặp năm Tân Sửu là một năm thổ, thì xét về bổn mệnh là thổ, hỏa của mình sẽ tương sinh thổ, như vậy là chủ về sức khỏe không được tốt đẹp khi bị bổn mạng sinh xuất ha. Từ đầu năm tới giờ thì người Giáp Thìn nói khỏe hẳn thì cũng không phải, mà bệnh tật thì cũng không đúng, vì năm nay chỉ là năm thái tuế, mình phạm thái tuế thôi chứ không phải là trực thái tuế hay là xung thái tuế như là Sửu Mùi mà nặng nề, chỉ là sức khỏe không được tốt thôi. Sao chủ của năm là sao thái âm, một phúc tinh hành thủy. Người ta nói là chủ của cái sao này đem đến may mắn, phúc lộc dồi dào. Người ta nói sao thái âm là một trong những sao chiếu mệnh tốt nhất đối với nữ mạng. Có sao thái âm thì chiếu mạng thì sẽ giúp được điều hòa lại cuộc sống theo hướng có nhiều sự vui vẻ, no đủ hơn. Sao thái âm là còn có một cái tên gọi khác là tài tinh. Cho nên mà người ta nói có sao thái âm chiếu mạng là dễ có tiền tài. Tuy nhiên là cái sao thái âm này lại rơi vào cái năm mà vận thế của xã hội. Năm Tân Sửu vận thế của xã hội, dịch bệnh rồi các cái mặt khó khăn về kinh tế, cho nên là người Giáp Thìn nữ mạng có nhiều cái tốt đẹp bao nhiêu, nhưng mà cái vận thế của xã hội nó xấu thì cũng không mấy ứng dụng được ha. Hạn của năm là hạn huỳnh tiền. Hạn này chủ về bệnh nặng không khỏi. Hạn huỳnh tiền là chủ yếu mang đến điều xấu về phương diện sức khỏe, chứ không mang đến cái điều xấu ở trong cái công việc tài lộc. Cho nên là đây là một năm các chị phải chủ về những cái bệnh nặng ở trong những cái tháng xung như là 3, 6 và 9. 3, 6, 9, 3 cái tháng đó là nó sẽ không tốt đẹp. Rồi, vận niên của năm là vận niên khá là ok. Đó là vận niên long đắc vũ. Kết hợp với cái sao thái âm thì sẽ có một cái nói là một năm thông dong vui vẻ, báo hiệu một năm khởi phát tài lộc. Sức khỏe thì phải chú ý một tí xíu ha. Dễ gặp quý nhân đưa đường chỉ lối giúp đỡ khi mà mình gặp đại họa. Tức là năm nay chưa chắc là mình không gặp họa, nhưng mà nếu mà có gặp họa thì dễ có người đưa đường chỉ lối là quý nhân giúp đỡ mình vượt qua. Rồi, đó là sơ khởi. Em không nhắc lại các chi tiết như thiên can địa chi gì, tại vì
cái phần mà tử vi 6 tháng đầu năm cũng như là tử vi cả năm và vào ngày 6 tháng đầu năm thì em đã làm rồi cho nên em không nhắc lại. Mình ép vào luôn cái phần vận trình của những tháng còn lại trong năm Tân Sửu năm 2021. Tháng đầu tiên trong cái vận trình 6 tháng cuối năm chính là tháng Bính Thân, tháng cô hồn của người Phật giáo. Tháng này là một tháng hỏa, cho nên đối với người mệnh hỏa của giáp thìn của các chị là bổn mệnh và sức khỏe đồng hàng. Tháng và bổn mạng là đồng hàng. Ok, bổn mạng sức khỏe tốt, phúc tinh tài tinh vì thế được hưởng lợi. Thiên can á là chữ mậu với chữ bính, chữ giáp với chữ chữ bính á, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng từ chủ và mặt tử vi. Nạp âm của bính là hỏa, giáp là mộc. Đây là nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất. Tháng này coi chừng là vẫn phải suy hao tài lộc chứ không có phải được tốt đẹp lắm. Rồi, thiên can là như vậy. Địa chi thì là thuộc nhóm tam hợp. Khi người tuổi thìn gặp tháng thân là thuộc cái nhóm tam hợp thân tí thìn. Đây là dấu hiệu tốt đẹp của gia đạo tình cảm và một phần về các cái mối quan hệ làm ăn trong xã hội. Có thể nói là tháng này được hiểu nôm na là dạng là một cái tháng mình bỏ tiền vào đầu tư. Ok, không có vấn đề gì. Tiếp theo đó là tháng 8 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này là tháng Đinh Dậu, tháng trung thu của năm Tân Sửu. Tháng Đinh Dậu thì chắc chắn là một tháng hỏa nữa. Như vậy xét về trụ mệnh thì tiếp tục cũng giống tháng 7 khi hỏa đồng hàng với bản mệnh. Bổn mệnh sức khỏe tốt, không có việc gì quá phải lo lắng về bổn mệnh sức khỏe. Phúc tinh tài tinh, vì thế nó cũng được hưởng lại. Thiên can thì sao? Thì chữ đinh và chữ giáp cũng giống với cái thiên can của tháng 7, không xung không khắc về mặt tử vi. Tuy nhiên nạp âm ngũ hành thì bính đinh là thuộc hỏa mà giáp thì thuộc mộc, cho nên là đây là nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất. Tháng này cũng là tháng tiếp tục có thể là gây cho cái sự suy hao về tài lộc chứ không phải là đơn giản, cho nên là các chị nhớ phải cẩn thận. Hoặc là cái suy hao tài lộc này nó nhỏ thôi, nằm trong cái sự tính toán của các chị. Còn về phần địa chi thì tháng này còn tốt hơn tháng 7 nữa, khi cái tuổi thìn mà gặp tháng dậu là cái tháng mà gọi là lục hợp về cặp địa chi, cho nên tháng này gia đạo tình cảm sẽ rất tốt đẹp, thậm chí là sẽ còn được gặp quý nhân, gặp bạn bè giúp đỡ nếu mà có quá khó khăn, có cái việc không tốt đẹp đưa đường dẫn lối cho mình ở trong cái công việc làm ăn. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng 9 âm lịch đó là tháng Mậu Tuất. Tháng này là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mạng là sao? Mộc của tháng sinh hỏa của bổn mệnh. Đây là tháng được bổn mạng tương sinh. Phúc tinh và tài tinh vì thế hưởng lợi rất là nhiều khi mà bổn mạng được tương sinh. Sức khỏe và bổn mạng là không phải bàn cãi đối với người giáp thìn ở trong cái tháng này. Rất là tốt đẹp. Thiên can thì chữ giáp của các chị nó sẽ khắc chữ mậu. Thiên can khắc tháng, đây là tháng công việc không được tốt đẹp, dễ gặp trắc trở, dễ suy hao tài lộc. Đặc biệt là nó kết hợp với cái phần địa chi. Mình tuổi thìn gặp tháng tuất là lục xung với tháng. Thiên can thì khắc tháng, địa chi thì lục xung. Người ta nói thiên khắc địa xung. Ở trong một cái năm mà mình phạm thái tuế thì tháng này sẽ có nhiều điều không tốt đẹp đối với cái người tuổi giáp thìn của các chị. Tháng này là cái sao thái âm cái tài tinh của bổn mệnh mình cả năm là nó cũng bị suy yếu nữa. Tháng này nó không có tác dụng gì nhiều, cho nên tháng này là các chị phải cẩn thận nhất trong cái vận trình 6 tháng cuối năm. Nhớ phải cẩn thận tháng này ha. Bổn mạng của tháng này thì không có vấn đề, nhưng mà về tài lộc và cái gia đạo thị phi thì tháng này phải cẩn thận nha. Tiếp đến đó là tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng 10 là tháng Kỷ Hợi. Tháng này là tiếp tục một tháng mộc. Cho nên là xét về trụ mạng là sao? Mộc của tháng sinh hỏa của bản mệnh, bổn mệnh là sức khỏe tốt, phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lợi. Đặc biệt là mình có cái sao mà thái âm thì phúc tinh đó nó mạnh lắm, nó là tài tinh mà, nó cũng làm
một cái sao đem lại tài lộc lớn, cho nên là tháng này sẽ nhiều tốt đẹp. Vì sao? Vì chữ kỷ của Kỷ Hợi sẽ hợp với chữ giáp. Giáp hợp kỷ đấy là cái cặp thiên can gọi là ngũ hợp tốt nhất trong cả cái thiên can, và đây là cái cặp thiên can sẽ báo hiệu rằng tháng đó là một tháng rất là tốt đẹp về công việc, tài lộc, mọi thứ về liên quan tới công việc, danh phận thì tháng này là tháng rất là ok đối với các chị. Địa chi Hợi Thìn thì tự chủ, bình hòa, không hình, không hại, không xung khắc nhau. Như vậy thì tháng này có bổn mạng được tương sinh, thiên can thì thuộc ngũ hợp, địa chi thì không xung không khắc. Có thể nói vận trình của 6 tháng cuối năm tháng 10 là tháng nhiều tài lộc, hanh thông nhất đối với tuổi Giáp Thìn của các chị. Tiếp đến đó là tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mạng là người mệnh hỏa của Giáp Thìn gặp tháng thổ là bị sinh xuất. Bổn mạng và sức khỏe suy yếu, phúc tinh và tài tinh vì thế cũng suy yếu theo. Ha. Thiên can á thì cực kỳ không tốt đẹp khi chữ canh của tháng khắc chữ giáp của các chị. Tháng khắc thiên can thì thường là công việc dễ lâm vào bế tắc, không có được tốt đẹp, dễ suy hao tài lộc và thậm chí là sẽ còn bị lừa gạt, phải đáo tụng đình kiện thưa. Tháng này nhìn nhớ cẩn thận. Phần địa chi của tháng này thì tốt đẹp vì người tuổi Thìn gặp tháng Tý thì nó nằm trong cái bộ tam hợp thân Tý Thìn, cho nên là dự đoán cái tháng này sẽ có nhiều cái sự vui vẻ trong cuộc sống, trong cái mọi thứ về tình cảm hoặc là các cái mối quan hệ trong công việc làm ăn của người Giáp Thìn nữ mạng của các chị. Tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021, tháng 12, tháng Chạp. Tháng này là tháng Tân Sửu luôn. Năm Tân Sửu có hay lắm, tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu. Thì tháng Tân Sửu thì chắc chắn là sẽ một tháng thổ nữa. Như vậy về trụ mạng thì sao? Thì hỏa của các chị vẫn tiếp tục sinh xuất thổ. Bổn mệnh và sức khỏe bị suy yếu, phúc tinh và tài tinh vì thế cũng suy thiếu theo. Thiên can thì chữ giáp và chữ tân thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của tân là kim và giáp là mộc, đây là nạp âm ngũ hành bị tương khắc. Tháng này cũng không mấy tốt đẹp hơn cái tháng 11 đâu. Nó tốt hơn tháng 11 một tí chứ không phải là tốt đẹp như là tháng 10. Hai giáp hợp kỷ, công việc hanh thông, mọi thứ ổn thỏa. Địa chi thì sao? Sửu Thìn, Thìn tức Sửu Mùi nằm trong bộ tứ hành xung. Bộ tứ hành xung thổ này thì là không có quá nhiều cái xung khắc do nó không nằm chính xung như là Thìn Tuất hoặc là Sửu Mùi. Cho nên là gia đạo tình cảm của tháng này cũng rất dễ xảy ra những cái việc va chạm nhỏ, buồn phiền. Rõ ràng với cái tháng Tân Sửu, tháng Canh Tý và Tân Sửu là hai cái tháng thổ cuối năm không mấy là vui vẻ, có nhiều điều không tốt đẹp đối với tuổi của các chị. Hy vọng rằng các chị phải để ý nó mà có những cái quyết sách làm sao không gây ra thiệt hại cho mình. Như vậy thì em đã tổng hợp xong cái phần vận hạn của 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021 với cái tuổi của các chị. Hy vọng rằng những cái thông tin em vừa tổng hợp và chia sẻ sẽ giúp các chị định hình và đưa ra những cái việc như cương nhu như thế nào ở trong công việc làm ăn ở những tháng tới để mà có thật sự một năm thành công với cái sao Thái Âm, một tài tinh bậc nhất của người nữ mạng. Các chị xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.